Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu, đề tài khoa học, nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đề tài được Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh chủ trì thực hiện trong 17 tháng, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Thực hiện đề tài nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hơn một năm qua, nhóm nghiên cứu đã phục dựng nguyên bản nghệ thuật diễn xướng với chủ đề Tình đất, tình người Châu Ro, phục dựng lễ hội ốp Chan Va, cúng thần lúa. Nhóm cũng đã tổ chức hai hội thảo khoa học với hai chủ đề Tiếng nói từ cộng đồng dân tộc Châu Ro và Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro. Các thành viên hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả và nhất trí thông qua mục tiêu, nội dung của đề tài. Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và giá trị nghệ thuật dân gian Châu Ro nhằm khắc họa sâu đậm hơn hình ảnh đất và người Bà Rịa Vũng Tàu trên bước đường xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế.